Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, trong về đề tài về cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, chương trình chứng khoán cuối tuần vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, chúng tôi đã khái quát bức tranh tổng quát nhất về tiến trình này trong những tháng đầu năm 2018 và đa số chuyên gia đều chung nhận định rằng mục tiêu của năm 2018 sẽ khó đạt được. Vậy nguyên nhân là do đâu? Còn những vướng mắc gì? Chứng khoán cuối tuần này sẽ tiếp tục với về đề tài về cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước với chủ đề cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước vướng ở đâu. Không chỉ gặp vướng ở cơ chế chính sách mà giới phân tích còn cho rằng chính doanh nghiệp đã không muốn cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước bởi nhiều vấn đề không minh bạch. Vậy cụ thể là gì? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là vấn đề rất khó, phức tạp, nhất là về định giá, xác định giá trị doanh nghiệp và đất đai. Bên cạnh đó còn liên quan đến việc kiểm soát của nhà nước trong những lĩnh vực quan trọng, địa bàn thiết yếu như quốc phòng, an ninh. Qua giám sát của các cơ quan có thẩm quyền cho thấy, một số nội dung về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm được hướng dẫn, một số vướng mắc bất cập chưa được điều chỉnh kịp thời, một số nội dung chưa được quy định đầy đủ, đồng bộ, còn mang tính nguyên tắc chưa cụ thể nên khó áp dụng trong thực tế. Cụ thể như sau, về thời gian thực hiện cổ phần hóa quy định về các mốc thời gian áp dụng chung cho tất cả các trường hợp, chưa xét đến trường hợp cổ phần hóa các doanh nghiệp quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, đa ngành nghề, tài chính phức tạp hoặc doanh nghiệp nhiều cấp, như đối với tập đoàn, tổng công ty, cần nhiều thời gian hơn các doanh nghiệp một cấp. Việc xử lý công nợ của doanh nghiệp cổ phần hóa cũng gặp một số vướng mắc liên quan đến hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, tổn thất các khoản đầu tư tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp, đối chiếu công nợ, xử lý các khoản nợ phải thu tồn đọng. Chính sách bán cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa cho nhà đầu tư đã đảm bảo xác định đầy đủ giá trị vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, có trường hợp chưa xét đến nhu cầu của thị trường và nhà đầu tư, do đó xác định giá khởi điểm chào bán quá cao nên không thu hút được nhà đầu tư quan tâm, dẫn đến không hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa. Hệ thống văn bản pháp luật quy định chung cho tất cả các doanh nghiệp nhà nước chưa thật sự phù hợp đối với đối tượng được sắp xếp cổ phần hóa là các doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành nghề, tài chính phức tạp. Cả ba nghị định về cổ phần hóa trong giai đoạn này chưa xử lý triệt để được hai vấn đề vướng mắc nhất là định giá doanh nghiệp và đất đai, cũng như chế tài và trách nhiệm tổ chức cá nhân. Cụ thể như trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm B khoản 1 điều 134 luật doanh nghiệp. Cơ cấu thành viên hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên hội đồng quản trị của công ty có ít hơn 5 người, công ty phải đảm bảo có một thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Mặc dù đã có hiệu lực nhưng do chưa có định nghĩa cụ thể về thế nào là thành viên hội đồng quản trị độc lập, nên theo giới đầu tư, quy định này vẫn chưa được nhiều doanh nghiệp tuân thủ. Hiện nay như cái thành viên hội đồng độc lập, thì nhà nước không hướng dẫn cách cụ thể, thì nói là độc lập, khái niệm độc lập là thế nào? Độc lập là coi như là không có cổ phiếu tham gia, thì quay lại lại là nhà nước lại là nắm chi phối 60%, quyết định cái thành viên độc lập thì cuối cùng là khép kín, là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát là coi như là khép kín trong luôn. Nên là hiện nay như 40% cổ đông nhỏ bên ngoài, không ai tham gia được vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Các quy định về kỷ luật, kỷ cương, hành chính và xử lý vi phạm còn chưa đủ mạnh. Điều này dẫn đến việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của các bộ ngành và doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, nhiều lúc, nhiều nơi còn hạn chế và bị vi phạm. Hiện nay thứ nhất là do nhận thức, thứ hai là do thể chế. Cái cơ chế chính sách của chúng ta còn nhiều cái bất cập và chưa đi vào cuộc sống. Khi mà chúng ta chưa có một chính sách rõ ràng, hoặc là chúng ta chưa phân rõ là hoặc ngành kinh doanh có điều kiện, chưa thiếu cái điều kiện, hay là đa ngành nghề, hoặc là những cái báo cáo tài chính, các hoạt động kinh doanh quá phức tạp, chưa phân tách được, rõ ràng là ở đấy thì chúng ta rất khó có thể cổ phần hóa được. Mà nhất là những cái rào cản về thủ tục hành chính liên quan đến các cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nó cũng khó khăn.
Bên cạnh đó, theo quy định, các doanh nghiệp sau khi tiến hành cổ phần hóa thoái vốn nhà nước phải lên sàn chứng khoán niêm yết, trong khi yêu cầu trên sàn chứng khoán là các doanh nghiệp phải công bố thông tin định kỳ, minh bạch. Có lẽ chính điều này là một nguyên nhân khiến các doanh nghiệp e ngại lần nữa cổ phần hóa. Là cái mục đích của việc lên sàn là để dễ dàng hơn trong cái việc tiếp cận cái nguồn vốn mới, sau để huy động được cái nguồn vốn mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì một số doanh nghiệp họ không có nhu cầu tăng vốn ở thời điểm hiện tại, vì thế cái nhu cầu để lên sàn niêm yết đối với họ thì chưa cần thiết. Ngoài ra bên cạnh đấy thì cũng có một số doanh nghiệp thì họ lo ngại cái việc, bởi vì sau khi lên sàn họ sẽ phải minh bạch hóa về việc công bố thông tin, họ không muốn đối thủ cạnh tranh họ nắm bắt được những cái thông tin cốt lõi, có thể đấy là cũng là một cái lý do mà ngăn cản cái việc họ lên sàn. Có thể khẳng định đã có nhiều văn bản quy định liên quan đến cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, nhưng do các quy định còn chưa rõ ràng đầy đủ, thậm chí chưa sát với thực tiễn, nên các doanh nghiệp vẫn có thể lách và chậm chạp cổ phần hóa thoái vốn. Mục đích của cổ phần hóa là nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Để làm được điều này thì thu hút cổ đông chiến lược vào tham gia điều hành là một việc làm bắt buộc. Thế nhưng con số thống kê lại chỉ ra rằng trong giai đoạn từ 2011 đến 2016, nhà đầu tư chiến lược mới chỉ sở hữu 7,3% số cổ phần của các doanh nghiệp này. Điều này cho thấy thu hút cổ đông chiến lược đã khó, việc cổ đông chiến lược tham gia vào điều hành doanh nghiệp nhà nước lại càng khó hơn. Là một nhà đầu tư có thời gian dài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, không chỉ mua cổ phần của các doanh nghiệp tư nhân, nhà đầu tư này còn mua cổ phần của cả các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, dù đặt nhiều niềm tin vào triển vọng nông nghiệp khi đầu tư chiến lược vào doanh nghiệp đó, song kết quả mà nhà đầu tư thu lại không hề như kỳ vọng. Lý do chính theo nhà đầu tư này là do vốn nhà nước vẫn nắm giữ tới 60% giá trị doanh nghiệp. Vừa rồi trong cái đại hội cổ đông của Đàm Phú Mỹ, nhà nước cái 60%. Các cổ đông khác thì 40%. 3 năm trở lại đây thì do cái quản trị, do cái tác động về vấn đề thoái vốn nhà nước nên phải nói là ảnh hưởng rất lớn. Tôi thì ví dụ như là từ cái lại đầu cuối cái nhiệm kỳ mà năm 2012 thì tổng ty lợi nhuận là 3.4 tỷ, mà trong lúc đó 2016-2017 thì xuống 847 tỷ. Và kế hoạch của năm 2018 thì có 440 tỷ. Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ tham gia của các nhà đầu tư bên ngoài chỉ đạt 9,5% so với kế hoạch là 16,7% và nhà đầu tư chiến lược là 7,3%, kế hoạch là 15,8%. Trong đó, tỷ lệ bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài cũng chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Điều này cho thấy việc tham gia hội đồng quản trị của nhà đầu tư chiến lược chỉ mang tính hình thức. Thì từ 2011 đến 2016 thì cái tỷ lệ cái nắm vốn của các nhà đầu tư chiến lược rất là thấp, ví dụ chỉ chiếm vào khoảng 7,3% và đối với tư nhân là 7,5%. Thế thì nguyên nhân và lý do tại sao? Thì ta thấy là nguyên nhân và lý do chúng ta thấy là vì cái phần bán vốn của nhà nước còn rất là ít, mà phần bán vốn của nhà nước còn quá ít như vậy, cho nên những cái nhà đầu tư chiến lược hoặc cổ đông lớn mà nắm với cái tỷ lệ vốn chủ sở hữu quá ít thì cái việc tham gia vào cái hội đồng quản trị cũng như tham gia vào cái hoạt động điều hành quản trị kinh doanh của doanh nghiệp đó có tính chất hình thức và thực tế không có khả năng tạo nâng cao được cái năng lực quản trị của doanh nghiệp. Đầu năm 2018, nhà đầu tư chiến lược người Thái, đơn vị đã mua 54% cổ phần của Sapeco, phải có thư ngỏ gửi chính phủ mới được phép điều hành Sapeco, cho thấy việc tham gia của cổ đông chiến lược vào điều hành doanh nghiệp nhà nước còn chậm bởi những quy định hiện nay. Hiện hành là bán đấu giá, mà bán đấu giá thì trả nhà đầu tư nào trả giá cao nhất, không phụ thuộc nhà đầu tư đó có đủ điều kiện để thực hiện cái vai trò của mình với tư cách nhà đầu tư chiến lược hay không, họ trả giá cao nhất là được chọn. Cho nên cái việc mà lựa chọn nhà đầu tư chiến lược ở đây thì chủ yếu ở cái giai đoạn là phát hành cổ phần lần đầu, khi mà doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần. Còn khi mà doanh nghiệp nhà nước thoái vốn thì sẽ rất khó để chọn nhà đầu tư chiến lược đúng nghĩa. Để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và phù hợp và có cái năng lực để giúp doanh nghiệp phát triển sau khi mà nhà nước thoái vốn thì đòi hỏi phải có cái sự điều chỉnh về một cơ chế chính sách, có thể là đặt ra các quy định mới về cái sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, sau đó tổ chức đấu giá trong số các nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn. Thì tôi nghĩ là qua đấy thì mới giải quyết được các cái khó khăn vướng mắc về cơ chế hiện nay. Chính sách lựa chọn và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược cũng còn thiếu quy định chi tiết về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, quy trình về bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa, thời gian tối thiểu cổ đông chiến lược nắm giữ cổ phần trong trường hợp thoái vốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chưa có chế tài quy định xử lý nhà đầu tư chiến lược thực hiện sai cam kết.
quy định về thời gian bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược quá ngắn. Trong khi đó, thời gian tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược phải qua quy trình nhiều bước, trong đó thời gian nhà đầu tư tìm hiểu thông tin và thời gian đàm phán hợp đồng thường kéo dài. Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đồng thời phải đảm bảo quyền lợi của chính phủ, phải thu hồi vốn về cho nhà nước. Những điểm vướng này đã gây khó cho chính các đơn vị tiến hành thoái vốn. Cái yêu cầu của chính phủ khi mà thoái vốn là phải tìm được cái đối tác chiến lược phù hợp cũng như là đảm bảo cái lợi ích tối đa của chính phủ khi mà thoái vốn. Thì cái này nó sẽ tạo áp lực tương đối là lớn đối với cái người ký quyết định về cái phương án thoái vốn. Vì thế là trong khá nhiều trường hợp mà không tìm được cái phương án tối ưu thì những cái người ký quyết định họ đã lựa chọn cái việc là hoãn lại cái việc tiến trình thoái vốn đấy. Để cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước diễn ra hiệu quả, mục tiêu thu hút cổ đông chiến lược rất cần được chú trọng. Bởi suy cho cùng, đích phải đến của cổ phần hóa vẫn là hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Và điều này sẽ chỉ đến khi các cổ đông chiến lược thực sự tham gia vào điều hành doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Với nhiều nguyên nhân phức tạp, nhất là việc xác định giá trị doanh nghiệp và tài sản đất công đã dẫn đến việc doanh nghiệp lúng túng trong việc cổ phần hóa thoái vốn. Phóng sự sau sẽ tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nghị định số 32/2018 của Chính phủ ra đời ngày 8 tháng 3 năm 2018 sửa đổi về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp, bao gồm những điểm mới liên quan đến xác định giá khởi điểm bán cổ phần được quy định như định giá thương hiệu, quyền sử dụng đất giao, đất thuê, quyền sở hữu trí tuệ, giá trị văn hóa lịch sử. Nhiều doanh nghiệp cổ phần hóa thoái vốn trong giai đoạn này là doanh nghiệp có quy mô lớn, đất đai nhiều, phạm vi hoạt động rộng nên việc xác định giá trị doanh nghiệp, kiểm toán nhà nước kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp bán cổ phần lần đầu gặp nhiều khó khăn, thời gian kéo dài. Tất cả những thiếu sót mà khúc mắc lùm xùm như hãng phim Triển Vương là do khâu tổ chức thực hiện. Nếu mà chấp hành đúng quy định pháp luật thì nó sẽ không xảy ra, hạn chế bớt những lùm xùm đó. Thế còn 126 đưa ra thì nó vẫn tiếp tục là khẳng định những yêu cầu bắt buộc đó. Nhưng mà tháo gỡ hơn là gì? Là tăng cường cái trách nhiệm của người đứng đầu. Quy định rõ ràng hơn là gì? Về đất đai, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hoàn thiện hết cái quy hoạch đất đai trước khi mình tiến hành cổ phần hóa. Vấn đề nữa là gì? Tư vấn thì chúng tôi tháo gỡ là gì? Không khống chế về chi phí, nhưng mà gắn trách nhiệm cái người đứng ra tổ chức, cơ quan đại diện sự phải quyết định là thuê tư vấn, chi phí thực tế nào thì anh phải có đầy đủ chứng từ. Và thứ hai là mở rộng sang các phương thức bán, như vấn đề cho bán book building ở ngoài đấu giá và bảo lãnh, để cho nó có nhiều cái giải pháp để doanh nghiệp lựa chọn. Xác định giá trị cổ phần, cái xác định giá ban đầu đó là liên quan đến chúng ta đang áp dụng theo chính sách gọi là định giá theo cái truyền thống kiểu Hà Lan, hay là bán đấu giá theo kiểu book building, hay là xây dựng sổ thế nào đấy. Thế là chúng ta người ta đang áp dụng đất đại trà rất là hiện đại, phương pháp dựng sổ rất là nhiều rồi, mà hiện nay chúng ta vẫn đang mang tính chất đấu giá theo cái kiểu truyền thống cũ thì rất khó mà có thể thu hút được các nhà đầu tư trong vòng ngoài nước. Mà rõ ràng khi việc đấu giá thì chúng ta phải kỳ vọng rằng các nhà cổ đông lớn, những cái cổ đông mà tiềm lực tài chính lớn người ta tham gia. Chứ còn các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ thì rõ ràng đâu đó họ chỉ mua ít thôi. Tuy nhiên thì rõ ràng cái mục tiêu của đấu giá đó là cổ phần hóa cũng là cái việc là chúng ta phải thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, quy định rõ việc xác định giá trị doanh nghiệp là căn cứ quan trọng để xác định giá khởi điểm bán cổ phần. Doanh nghiệp cổ phần hóa không điều chỉnh sổ sách kế toán theo kết quả xác định lại. Tuy nhiên, giá cổ phần của doanh nghiệp nếu xác định cao hơn so với giá thị trường cũng là một trở ngại. Câu chuyện thoái vốn của Vigracera là một điển hình như thế. Thoái vốn trên sàn chỉ có người bán nhiều mà không có mấy người mua. Khi chúng ta thực hiện đấu giá thì chỉ có người mua thôi. Còn khi chúng ta đưa lên sàn theo cái nghị định 32 thì ngày hôm nay nói là các cái công ty đang niêm yết thì thực hiện là thoái trên sàn. Thì khi thoái trên sàn thì nó không phải là chỉ có nhà mua này, mà là cả ông bán. Cả ông bán, ông thấy được thì ông bán. Thế thôi, cái đấy thì nó là thị trường, không có cách gì để kiểm soát được cả. Hoàn toàn là theo nguyên tắc thị trường. Thì tôi cũng có thể là giải thích ở cái mức độ như vậy, không có thể giải thích hơn tại sao. Thì cũng có thể là người ta cũng kỳ vọng là một cái mức giá như thế người ta có thể giúp. Bởi vì là các cái, tôi biết là các quỹ nước ngoài thì là vừa rồi là chúng tôi cũng có gặp, khi thực hiện cái thoái vốn thì cũng gặp một số các cái quỹ. Thì khi thị trường chứng khoán Việt Nam từ cuối 2017, đầu 2018 và đặc biệt sang quý 4 của, à quý 2 của 2018 thì tất cả mọi người đều biết
là nó sụt giảm liên tục. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản với thời hạn cụ thể, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Như vậy, với 15 phút của chương trình có lẽ là chưa đủ để tìm hiểu hết tất cả những nguyên nhân và vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm những nguyên nhân khiến cho quá trình này đang bị chậm như vậy trong số tiếp theo của chương trình Chứng khoán cuối tuần, phát sóng vào tối thứ 6, 21 giờ 15 phút ngày 7 tháng 9 năm 2018. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ, chương trình Chứng khoán cuối tuần này xin được khép lại tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.